về quê ăn Tết không? Ừ, bác về quê ăn Tết không? Không, cái này là bạn bè rủ đi chơi. Ôi ơi, bác tiên quá. Hồi bác cũng hay coi trên TikTok này quá ha. Bác này cũng thường xuyên xem những cái chương trình mới trên cái chương trình TikTok. Vậy đó là những cái thông tin mới cập nhật thì bác cần phải tìm hiểu và xem. Dạ. Các bác tuy là có tuổi nhưng mà mình cũng còn phải hiện đại một chút. Ba mươi năm đi tàu này thì rất nhiều năm, tại vì cái ngành của bác này là ngành phục vụ, và nhất là những dịp Tết này là vẫn phải chở khách, dạ, chở khách ra vào, nên là nhiều năm ăn Tết trên tàu. Nếu mà trong cái dịp Tết này ha, mà nếu mà bác không được về quê đó mà bác có một cái điện thoại smartphone đó để mà bác gọi thấy với gia đình đó thì nó đỡ được. Mình cũng mong như thế lắm, nhưng mà mình cũng bác em đi làm này thì cũng gia đình hoàn cảnh khó khăn nên là không có con thì còn nhỏ, bác tuổi cao rồi nhưng mà con vẫn còn nhỏ lắm. Cho mình hỏi một chút là công việc của bạn nó có thường xuyên phải chạy deadline mà kiểu bất chấp những cái ngày nghỉ ngày Tết là phải OT nhiều không, mà phải chạy những cái gì đặc biệt thế này là phải làm việc thâu đêm trong khi mọi người đang nghỉ ngơi? Thì mình là sinh viên, mình cũng đang làm tại một công ty agency ấy, thì đúng là công việc của mình cũng là chạy deadline thường xuyên, nên là mình cũng làm quen với việc này rồi.